Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký tham gia danh sách trắng để nhận airdrop từ một cái ví là Vitea Wallet nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở cái link phong ra các bạn. Sau đó thì các bạn nhấp vào một download app nè các bạn. Thì sau đó các bạn bấm vào mục insert nè các bạn. Thì các bạn download app về nè các bạn. Hoặc là mình có để cái link xích lây cho các bạn download app về các bạn. Thì các bạn download app về tạo ví cũng tương tự như là cái ví chút wallet của mình nha các bạn. Hoặc bạn có thể dùng 12 chuỗi cụm từ trên ví chút wallet các bạn backup lên nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thông báo luôn được các bạn. Thì nào nó dự án này sắp có airdrop nữa các bạn. Rồi các bạn tweet lên các bạn. Thì những cái dự án mà nó có airdrop trên ví là khá là tiềm năng nha các bạn. Cũng như là cái ví Safi Ban airdrop nè, rồi ví cái ví gì bởm mà mình quên làm airdrop nè, mình ruột nè. Các bạn cái ví XLM, cái ví Sola các bạn nó cũng có airdrop, tất cả anh em đều nhận được rất là nhiều tiền luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào Discord nè. Rồi, để mình xài trên web nên mình chọn trong web cho máy tính nha các bạn. Trên Discord thì bạn bấm vào một chấp nhận LM nè các bạn. Hiện tại có 2000 mấy người tham gia các bạn. Các bạn bấm chấp nhận LM nè các bạn. Rồi, trên Discord thì các bạn lướt qua các bạn, bạn bấm vào một verify nha các bạn. Có verify không ta? Có một verify nè các bạn. Rồi, các bạn việc bấm vào mời bạn bè đi các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống nha các bạn nhấp vào một verify nè, copy của cái ông nào không biết nữa, phần này mới copy. Rồi nha các bạn copy một cái chữ verify của mùa nào trên đây đi các bạn, rồi bạn bấm enter nha bạn gỡ nha bạn. Ơi sao mà nó hay dữ vậy ta, để mình xóa bớt các bạn nha các bạn nhớ vào bot các bạn bấm vào chữ verify nha các bạn mới được các bạn, để mình coi đi. Rồi sau đó các bạn copy của username mình chỗ này nè, với bức ảnh avatar mà nè các bạn lướt xuống các bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn sao chép lại gọi dán ra luôn ta. Rồi các bạn sao chép lại các bạn, sau đó thì bạn mở link phong qua lại nè, các bạn dán vào con Discord mình đây nè, đúng rồi. Rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với Vitel Wallet nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ Vitel Wallet, Vitel Wallet các bạn đã download app và tạo nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào một reset nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ví nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Nano hoặc là Banano các bạn. Thì mình các bạn copy địa chỉ chữ Banano đi các bạn. Rồi các bạn cũng mở địa chỉ ví Vitea ra nè. Rồi các bạn thêm dấu gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi nó sẽ hiện ra chữ là Banano nè. Các bạn mở ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn cũng bấm reset nha các bạn. Rồi các bạn cũng copy địa chỉ mình nha các bạn. Ủa sao mà địa chỉ này cùng với ấy. Rồi các bạn thì các bạn cũng copy địa chỉ Banano này nè. Các bạn bấm reset nè. Rồi các bạn cũng sao chép địa chỉ ví luôn mà. Sao hai ví này trùng chứ. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. 19 Banano. Rồi sau đó các bạn điền lại username tại Twitter cho các bạn. Quỳnh VN vì mình làm chậm cho kỹ cho các bạn nha bạn, để mình ruột cái kẹo này uống lắm các bạn. Rồi tiếp tục bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia danh sách trắng để nhận airdrop từ dán Vitea airdrop đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.